Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Vào ngày 26 tháng 6 vừa rồi, Bảo Châu Elec có tiến hành khai trương mở bán showroom thứ 11 tại Nam Định, có địa chỉ tại số 30 đường Đông A, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Và hòa chung không khí hân hoan đó, thì Bảo Châu Elec có tiến hành rất là nhiều những chương trình khai trương cũng như là phần quà khuyến mãi dành cho quý vị. Và một trong số đó là giảm giá rất là mạnh đối với những dòng combo karaoke gia đình. Và trong video ngày hôm nay, Hữu Di cũng sẽ giới thiệu đến quý vị hai combo trong số 6 combo mà Bảo Châu Elec tiến hành khuyến mãi với mức giá giảm cực kỳ sốc quý vị nhé. Mức giảm chỉ dưới 15 triệu đồng mà thôi. Đó, Hữu Di bật mí trước. Còn đâu, thông số như nào cũng như là cấu hình như nào, mức giá ra sao thì xin mời quý vị hãy cùng Hữu Di theo dõi tiếp video, cùng tìm hiểu xem hai bộ dàn ngày hôm nay có thông số như nào quý vị nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Dạ vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai bộ dàn ngày hôm nay quý vị nhé. Ngay bên phải Hữu Duy là một bộ dàn mang thương hiệu BIK, đồng bộ BIK quý vị nhé. Có thể nói đây là một bộ dàn rất hay. Sở hữu cho mình là một đôi loa BIK BGS668, sở hữu cho mình là bass 25, cùng với đó là hai củ loa chép cho ra mức công suất 150W và đạt đỉnh lên đến 450W đối với một đôi loa bass 25 của thương hiệu BIK. Rất là đẹp phải không ạ? Dạ vâng. Quý vị có thể nhìn thấy ngay, logo rất là đẹp. Cùng với một đôi loa, chúng ta cũng có ngay một bộ xử lý cũng mang thương hiệu BIK. Đồng bộ mà quý vị đúng không ạ? Với model là BG-A88, đây là một chiếc âm ly có thể nói là rất hiện đại, cùng với đó là thông minh với nhiều chức năng. Như hiện tại Hữu Duy đang để chế độ Bluetooth và nó cũng có rất là nhiều những đường input khác nhau quý vị nhé. Như đường USB, thẻ SD, này, đường VOD, những đường analog, AUX, đường 3.5, optical, cổng quang. Rất là nhiều những đường thông minh với một chiếc âm ly. Và hoàn toàn chúng ta có thể xem phim với một chiếc âm ly này, cho ra chất âm cực kỳ hay quý vị nhé. Sử dụng cho mình là mạch chống hú, cùng với đó là mức công suất đầu ra là 240W một kênh. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể đánh thoải mái đôi loa BIK S668. Một chiếc âm ly có thể nói cực kỳ hay. Chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp này, điều chỉnh giải bass, giải mid, giải treble, balance của music này, của micro, bass mid chép, micro và hệ thống echo, có reverb trộn cùng với echo ở trong hiệu ứng effect trong chiếc âm ly này quý vị nhé. Được vâng, và những đường chúng ta hoàn toàn có thể thu âm này, rất nhiều chức năng với một chiếc âm ly cực kỳ thông minh của thương hiệu BIK. Và cùng với đó là một bộ micro rất nhỏ gọn BG-U100 của thương hiệu BIK. Có thể nói đây là một bộ micro nhỏ gọn và chất tiếng cũng cực kỳ hay. Và nó hoàn toàn có những chế độ cơ bản của một bộ micro, từ phân khúc trung bình đến cao cấp là auto ngắt, cùng với đó là rơi gia tốc quý vị nhé. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ dàn thứ hai trong ngày hôm nay với một cái thương hiệu nổi tiếng hơn so với BIK một chút, đó là thương hiệu JBL. Quý vị có thể thấy ngay một đôi loa JBL nó có thể nói là nhỏ gọn cũng như là không thể xem thường sức mạnh của đôi loa này đâu quý vị nhé. Nhìn nhỏ như vậy thôi, sở hữu cho mình là bass 16,5cm, đôi loa 1652T. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Vỏ ngoài e căng được dập hình chữ V, lõm lại với thương hiệu logo JBL màu da cam rất nổi bật ở phía trước e căng. Và mức công suất của đầu ra của đôi loa này, một chiếc loa cũng là 150W và đạt đỉnh lên đến 300. Bass 16,5 mà công suất cũng ngang bằng với cả bass 25 BK đúng không ạ? Đó, cho nên chúng ta không thể coi thường được một chiếc loa nhỏ gọn như này. Và có thể nói đây là một đôi loa rất là hay, đánh trong không gian từ 10 cho đến 20m2 rất là tốt đối với một đôi loa bass 16,5 quý vị nhé. Và ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến với một bộ vi xử lý. Có thể nói đây là một bộ âm ly kỹ thuật số tiết gọn và nhỏ gọn nhất tại Bảo Châu Elec, với model là BK Sao DKA5500 cho ra mức công suất là 250W một kênh quý vị nhé. Đặc biệt là với màn hình cảm ứng, chúng ta hoàn toàn có thể tùy chọn, tùy chỉnh rất là dễ. Như quý vị có thể nhìn thấy Hữu Duy đang thao tác một cách rất là dễ dàng. Và cũng có rất là nhiều những đường input được thể hiện ngay trên mặt cảm ứng, như là VOD, DVD, optical, cổng quang, Bluetooth. Rất là nhiều những chức năng chúng ta hoàn toàn có thể set. Và hoàn toàn có 3 đường HDMI để chúng ta cũng có thể xem phim với chiếc âm ly này quý vị nhé. Một chiếc âm ly có thể nói là tích hợp rất là nhiều mặt chống hú này, hoàn toàn can thiệp vào hệ thống EQ để căn chỉnh làm sao cho giọng hát của chúng ta hay nhất có thể. Và một điều nữa là
đi kèm với nó là hai tay micro thương hiệu BK Sound. Quý vị có thể nhìn thấy ngay, chỉ một sản phẩm mà đã bằng 3 sản phẩm rồi đúng không ạ? Đây là một chiếc âm ly tích hợp 3 trong 1. Đó. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đánh giá về chất âm của cả hai bộ dàn ngày hôm nay để xem chất âm của nó hay như thế nào quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử nhạc của bộ dàn đồng bộ BIK quý vị nhé. Đừng vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh chân nó đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Và ngay bây giờ sẽ là một bản nhạc bolero. Nói lời vui thay tiếng chào luyến trong theo tà áo, để rồi nghe vẫn vương khi hay người bạn ấy có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau sống chiều lời hẹn hò kết chặt tình bạn sâu. Và ngay bây giờ sẽ là một bản nhạc vàng, xin mời quý vị lắng nghe. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thử nhạc của bộ dàn JBL kết hợp BK Sound quý vị nhé. Trời mùa đông bay vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Và ngay bây giờ sẽ là một bản nhạc vàng. Tình yêu đấm hoa, hoa kia anh trái ngọt. Tình yêu em và tôi như giấc mơ dài. Rồi thời gian trôi qua, ngày vui sao ngắn ngủi, ngày buồn sao quá dài, ôi thật dài. Em về nơi mình xa xa lắng lơ, đường chân tối đêm buốt, con thơ khóc giữa đời. Và ngay bây giờ sẽ là một bản nhạc bolero quý vị nhé. Trên con đường này ngày xưa, hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Em mong xanh bước. Dạ vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mức giá của cả hai bộ dàn này quý vị nhé. BIK rất là nhiều những sản phẩm full đồng bộ BIK chỉ có mức giá là 14.229.000 đồng. Đó là mức giá chọn bộ mang thương hiệu BIK. Còn đối với bộ combo mang thương hiệu JBL kết hợp với BK Sound thì chúng ta có một mức giá cực kỳ phải chăng đối với một bộ bát 16.5 mang thương hiệu JBL này. Đó là 14.570.000. Mức giá của cả hai bộ dàn ngày hôm nay chỉ dưới 15 triệu đồng mà thôi. Và chất tiếng thì quý vị cũng đã vừa được nghe Hữu Duy hát cũng như là nghe những bản nhạc mở sẵn để chúng ta có thể có những cái đánh giá của riêng mình về cả hai bộ dàn ngày hôm nay. Và ý kiến của quý vị như nào hãy để lại phần dưới comment quý vị nhé. Và bảo trợ Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 11 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km. Và tất nhiên rồi, chúng tôi cũng có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Mọi thắc mắc quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 hoặc có thể gọi điện đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900-0255 quý vị nhé. Cảm ơn quý vị theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất của Bảo Châu Elec quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!